Rồi, Khang Minh xin kính chào toàn thể các bác, toàn thể quý anh em. Tiếp tục một video trong buổi sáng ngày hôm nay, Khang Minh đang review bán thanh lý giúp khách hàng một cái con âm ly đờ lông, model là BMA 2500 LE. Thì con này của em Tỉnh bên Hiệp Hòa Bắc Giang, em gửi Khang Minh để Khang Minh đăng bán thanh lý giúp. Em mua trực tiếp từ bên Hàn Quốc, em lao động bên Hàn Quốc mà. Vừa rồi thì Khang Minh lên Hiệp Hòa Bắc Giang, Khang Minh lắp đặt setup cho em một cấu hình của MRX500. Đấy, cái video cách đây khoảng tầm trên dưới một tháng, các bác quý anh em xem trên kênh là mọi người nắm được. Và đây là con âm ly đờ lông Khang Minh đang khui ra, mới cứng nguyên thùng xốp. Đấy, em về em không dùng đến và em bán thanh lý đi. Và chắc chắn là giá bán thanh lý đi sẽ rẻ hơn tương đối so với giá cả trên thị trường hiện tại cái con âm ly này. Chúng ta xem này, nó mới cứng. Để Khang Minh khui ra, sau đó là quay chi tiết các bác quý anh em cùng xem nó nhá. Đờ lông. Đấy, phụ kiện này. Giấy tờ sách vở đĩa sử dụng này. Và dây jack điều khiển các thứ. Mới cứng rồi. Thùng xốp. Rất là đẹp. Hôm em báo cho Khang Minh thì em nói qua là cái giá con này trên thị trường bây giờ nó khoảng trên 30 triệu. Thì chắc chắn các bác quý anh em mua cái con này mà Khang Minh bán giúp em sẽ rẻ hơn ít nhất là từ 3 đến 5 triệu. Đấy. Phay nhôm trắng rất là đẹp. Đấy, chân là những cái bụi bẩn một chút này của cái thùng xốp, của cát tông các thứ này. Rồi, để Khang Minh bỏ ra nhá. Đầu tiên chúng ta xem cái mặt tiền con máy này. Đấy, bao quát cái volume rất là to nhá, mới cứng rồi. Input rồi thì bát, chép, mít, logo đờ lông này. Thường thường những cái sản phẩm nó được thiết kế màu phay nhôm sáng như thế này thì chúng ta quay gần cái điện thoại vào nó bị phản quang. Đấy, mọi người thấy không, nó không có led. Cho nên là phải xa ra một chút để nó lấy led. Hoặc là bên trên này, bên trên máy này. Wow, mới cứng rồi, nguyên thùng xốp trở về. Và những cái con âm ly này thì chúng ta sẽ phối ghép với những cái dòng loa nghe nhạc khác nhau. Bây giờ chúng ta ra phía sau. Đấy. Từng cái đường input, đường output các thứ vàng ươm. Cận cảnh này. Một vài cái bụi bẩn thôi. Đấy. Model này. BMA 2500 LE. Đấy, made in Japan. Về phần giá cả thì các bác quý anh em quan tâm, vui lòng liên hệ cho Khang Minh nha. Đờ lông tuyệt vời luôn. Giá vừa rẻ hơn thị trường, lại vừa được mới cứng nguyên thùng xốp nữa. Đấy, Khang Minh sẽ quay thêm cái hông bên này nữa. Chúng ta xem chiêm ngưỡng những cái đồ mà đây là vết bẩn này. Đấy, mọi người thấy không? Đấy, bẩn. Đây là bẩn này. Những cái đồ khác nhau về âm thanh. Và giá cả thì lại rất là tốt. Em Tỉnh lao động bên Hàn Quốc hơn 10 năm. Vừa rồi em về thì em có nhu cầu cái đồ âm thanh giải trí, ca hát. Và em xuống tới Khang Minh đã lên một cấu hình của MRX515. MRX518S Crown vang mic AAB. Có mấy cái sản phẩm em mang bên Hàn Quốc về và bây giờ em không có nhu cầu sử dụng thì là em bán thanh lý đi. Đấy, lấy tiền. Rồi, mọi người quan tâm vui lòng liên hệ cho Khang Minh nhá, hoặc là inbox Zalo. Khang Minh sẽ chụp vài hình ảnh đăng lên Facebook, lên Zalo. Đờ lông BMA 2500 LE.